Đây là chương trình tin tức tổng hợp buổi chiều cùng với đài trình IBC TV tại miền Nam tới bang California bằng tần 57.19, ở miền Bắc California bang tần 16.12, Houston, Texas bang tần 27.7. Phát sóng 24/24 của trạm điện toán toàn cầu IBCTV.us cũng như phủ sóng toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada qua hệ thống Galaxy 19. Xuân Ngôn Biên, Vũ Quang Minh, Minh Đăng cùng với bang tin tức mở đầu xin kính gửi lời chào trân trọng nhất. Và sau đây như thường lệ, chúng tôi xin mời quý vị cùng điểm qua một số điểm chính như sau. Sự tàn phá không thể tin nổi, đó là lời của thống đốc của bang Carolina cho biết sau khi đến thăm các khu vực bị cơn bão Helene tàn phá nặng nề. Một thị trấn của Tây Ban Nha tổ chức tang lễ cho những người di cư thiệt mạng sau khi thuyền của họ bị chìm ngoài khơi quần đảo Canary. Mảnh vỡ trôi nổi nhấn chìm hồ Lure ở phía bắc Carolina sau cơn bão Helene. UAE cho biết nơi của đại sứ nước này tại Khartoum bị quân đội Sudan tấn công. Ông Trump cho biết ông đã nói chuyện với ông Musk về việc đưa Internet đến các khu vực bị bão tấn công. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần tường trình của sứ quân viên Minh Đăng. Kính thưa quý vị, mở đầu là tin tức cập nhật từ Hoa Kỳ. Sự tàn phá không thể tin nổi, đó là lời của thống đốc bang Carolina cho biết sau khi đến thăm các khu vực bị cơn bão Helene tàn phá nặng nề. Thống đốc Roy Cooper trong ngày đầu tuần này 30 tháng 9 cho biết rằng thiệt hại do cơn bão Helene ở phía tây bắc Carolina gây ra là rộng lớn và tàn khốc. Hàng trăm người vẫn mất tích ở phía tây tiểu bang và người dân đang phải chật vật giữa những con đường ngập lụt và thiếu các dịch vụ căn bản. Hơn 100 trường hợp tử vong trên nửa tá tiểu bang được cho là do cơn bão mạnh đổ bộ vào khu vực Big Bend của Florida vào cuối ngày thứ Năm 26 tháng 9 trước khi tạo ra một con đường tàn phá qua Georgia và vào Carolinas. Ông Cooper cho biết ông đã thực hiện một chuyến tham quan trên không đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất vào đầu tuần này. Ông cũng đã đến thăm bệnh viện Mission ở Asheville và gặp gỡ các tổ chức và người dân thường giúp đáp ứng nhu cầu của những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Đây là một cơn bão chưa từng có đổ bộ vào phía tây bắc Carolina. Nó đòi hỏi một phản ứng chưa từng có. Ông Cooper nói với các phóng viên sau chuyến tham quan, chúng ta đang phải đối mặt với một tình huống chưa từng thấy ở phía tây bắc Carolina. Thị trấn của Tây Ban Nha tổ chức tang lễ cho những người di cư thiệt mạng sau khi thuyền của họ bị chìm ngoài khơi quần đảo Canary. Hàng chục người đã tham dự lễ tang của 3 trong số 9 người di cư đã bị thiệt mạng trên đảo El Hierro vào hôm ngày thứ Hai sau khi thuyền của họ bị chìm vào sáng sớm ngày thứ Bảy và ngày 28 tháng 9. 6 người còn lại sẽ được chôn cất vào hôm ngày thứ Ba. 48 người di cư khác vẫn bị mất tích trong vụ việc được coi là thảm kịch chết chóc nhất trong 30 năm vượt biển từ châu Phi đến quần đảo Canary. Đội cứu hộ đã cứu được 27 trong số 84 người di cư đang cố gắng đến bờ biển Tây Ban Nha vào thứ Bảy. Các dịch vụ khẩn cấp đã nhận được cuộc gọi vào thứ Bảy ngay sau nửa đêm từ chiếc thuyền nằm cách El Hierro khoảng 4 dặm về phía đông. Họ cho biết chiếc thuyền đã bị chìm trong quá trình cứu hộ. Các nhà chức trách của Tây Ban Nha cho biết những người di cư này đến từ Mali, Mauritania và Senegal. Dữ liệu từ cơ quan biên giới Frontex của Liên minh Âu Châu cho thấy số lượng người di cư vượt biên giới từ Tây Phi đến quần đảo Canary đã tăng 154% từ tháng 1 đến tháng 7, tổng cộng là 21.620 người trong 7 tháng đầu tiên, trong khi số lượng người di cư trên các tuyến đường ở miền Trung và miền Tây Địa Trung Hải lại bị giảm trong cùng thời gian. Các mảnh vỡ trôi nổi đã nhấn chìm hồ Lourdes ở phía bắc Carolina sau cơn bão Helene. Lực lượng ứng phó khẩn cấp ở phía tây bắc Carolina đã chạy đua trong ngày thứ Hai đầu tuần 30 tháng 9 cố gắng tiếp cận những người vẫn bị mất tích trong 3 ngày sau khi cơn bão Helene quét qua miền đông nam Hoa Kỳ, giết chết hơn 100 người trên 6 tiểu bang, phá hủy thông tin liên lạc và khiến cho hàng triệu người không có điện. Một đoạn băng do nghị viên thành phố Charlotte là Tarif Bokhari đăng trên trang mạng X vào ngày 29 tháng 9 cho thấy hồ Lourdes đã bị bao phủ bởi các mảnh vỡ trôi nổi từ nhà cửa và doanh nghiệp bị dòng suối trên núi bao quanh hồ cuốn trôi. Cố vấn an ninh nội địa Hoa Kỳ Lisa Wood Randall cho biết đầu tuần này rằng có thể có tới 600 người tử vong do cơn bão Helene.
Cơn bão đổ bộ vào bờ biển Vịnh Florida vào đêm ngày thứ Năm và sau đó di chuyển về phía Bắc. Sherwood Randall nói thêm rằng con số này vẫn chưa được xác nhận. UAE cho biết nơi ở của đại sứ nước này tại Khartoum bị quân đội Sudan tấn công. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào hôm ngày thứ Hai cho biết dinh thự của đại sứ nước này tại Khartoum đã bị một máy bay quân sự của Sudan tấn công, lên án đây là vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Quân đội Sudan đã bác bỏ cáo buộc này và đổ lỗi cho lực lượng hỗ trợ nhanh RSF bán quân sự. Chúng tôi lên án mạnh mẽ vụ tấn công trắng trợn do lực lượng vũ trang Sudan tiến hành vào dinh thự của đại sứ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tại Khartoum vào ngày 29 tháng 9 năm 2024, vi phạm trắng trợn nguyên tắc cơ bản về quyền bất khả xâm phạm của các cơ sở ngoại giao và các công ước và chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là công ước VN về quan hệ ngoại giao. Bộ trưởng Ngoại giao UAE Sheikh Sabud Al-Nayan phát biểu trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York. Quân đội Sudan đã nhiều lần cáo buộc UAE cung cấp vũ khí và hỗ trợ cho RSF trong một cuộc chiến kéo dài 17 tháng của Sudan. Quốc gia vùng vịnh này phủ nhận các cáo buộc. Các giám sát viên lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đã mô tả cáo buộc rằng UAE đã cung cấp hỗ trợ quân sự cho RSF là đáng tin cậy. Ông Trump cho biết rằng ông đã nói chuyện với ông Elon Musk về việc đưa Internet đến những khu vực bị cơn bão tấn công. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết vào ngày 30 tháng 9 rằng ông đã nói chuyện với nhà tỷ phú Elon Musk về việc đưa quyền truy cập Internet Starlink đến các khu vực bị ảnh hưởng do cơn bão Helene, là cơn bão đã tàn phá khu vực phía đông nam Hoa Kỳ, khiến cho hơn 100 người thiệt mạng trên 6 tiểu bang. Ông Trump đã đưa ra bài phát biểu của mình tại Georgia, và ông Musk đã ủng hộ cựu Tổng thống Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 sắp tới. Cuộc bầu cử mà ông Trump sẽ phải đối mặt với Phó Tổng thống của Đảng Dân Chủ bà Kamala Harris. Tôi vừa nói chuyện với ông Elon Musk. Ông Trump cho biết trong bài phát biểu của mình, chúng tôi muốn kết nối Starlink vì họ không có bất kỳ phương tiện liên lạc nào và ông Elon Musk sẽ luôn vượt qua được. Ông Trump nói thêm, chúng tôi sẽ cố gắng đưa Starlink vào đó càng sớm càng tốt. Kính thưa quý vị, Starlink là công ty băng thông rộng vệ tinh của ông Musk, là một đơn vị của SpaceX. Starlink kiểm soát gần 2/3 số vệ tinh đang hoạt động trên thế giới và là hệ thống Internet băng thông rộng duy nhất phủ sóng toàn bộ hành tinh. Đến đây, chương trình tin tức sẽ được phép tạm dừng trong giây lát để được gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Xuống nguồn viên Minh Đăng và Vũ Quang Vinh sẽ quay trở lại phần 2 với những bản tin như là Houthis Yemen tuyên bố họ đã bắn hạ máy bay không người lái MQ-9 của Hoa Kỳ. Bản tin về việc quân đội Hoa Kỳ chỉ trích động thái máy bay chiến đấu của Nga không an toàn gần Alaska. Bản tin về việc 10 ngư dân Việt Nam bị tấn công gây thương tích ở quần đảo Hoàng Sa. Và những bản tin mới được cập nhật, xin quý vị tiếp tục đón xem.